Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Tuấn, chàng trai nước Việt của nhà văn Nguyễn Dĩ tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1969. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Chương 4. Giai đoạn từ năm 1916 đến năm 1920 có các sự kiện như sau. Học trò các trường nhà nước đã đông. Chữ quốc ngữ đã thông dụng chữ Hán đã bắt đầu bị chữ quốc ngữ và chữ Pháp thay thế. Năm 1919, sắc chỉ của vua bãi bỏ các kỳ thi hương, thi hội. Đèn khuê kỳ, đèn đá ngoài đường, xe kéo của quan tuần vũ. Học trò đi dự lễ tế Đức Khổng Tử. Dân chúng rủ nhau đi xem chiếc máy bay đầu tiên của Pháp xuất hiện trên dòm trời Việt Nam Trần Anh Tuấn đổ bằng thành chung trường quốc học Quế tháng 6 năm 1918 Chàng mới có 16 tuổi Kể từ lúc 8 tuổi cặp sách đến trường tỉnh học lớp 5 Cho đến bây giờ thi đỗ điếp lơm Chàng đã học được 9 năm Và sức học pháp ngữ của chàng cũng đã khá vững rồi Tuấn chưa đến tuổi trưởng thành Nhưng lúc bấy giờ Tuấn thuộc vào lớp trí thức Do học trường pháp mới đào tạo để làm việc cho nhà nước bảo hộ Riêng ở tỉnh nhà Tuấn là người đầu tiên thi đổ bằng điếp ở trường quốc học Huế. Cho nên Tuấn được tiếng tâm là một tay học thức cừ khôi nhất trong tỉnh và được ông công sứ Pháp chủ tỉnh rất thương mến. Bàn học cũ của Tuấn ở trường tỉnh thi đổ bằng sơ học đều được bổ dụng làm việc ngay tại các sở, lục lộ, kiểm lâm, dây thép, nhà thương, kho bạc, vân dân. Giới sức học còn ít đòi tiếng Pháp viết chưa đúng mẹo, nói chưa đúng câu, hiểu chưa hết lời các bạn thiếu niên ấy vẫn được tạm bổ dụng tại các cơ sở mới vừa thiết lập và vẫn làm được những công việc thường do các quan tây chỉ bảo lần hồi riêng trần anh tuấn được ưu đãi nhờ học lực của chàng chàng được ông sứ tin dùng cho lên ngay địa vị thông phán hạng nhất còn ký thanh trước kia là người thân tín của cụ lớn công sứ bây giờ chỉ còn làm thơ ký thường thôi tuấn và thanh tiêu biểu cho hai hạng thanh niên trí thức việt nam thời bấy giờ tuy cũng là những phần tử trước tiên do học đường pháp đào tạo cũng bỏ hán học nhảy qua tây học cũng ra làm việc cho nhà nước bảo hộ cũng dần dần theo nếp sống của văn minh pháp nhưng đầu óc của hai người vẫn khác nhau như mặt trời mặt trăng lê văn thành thì các bạn đã biết rồi từ tư cách cử chỉ hành vi ngôn ngữ chàng đã tỏ ra là một kẻ hoàn toàn su phụ theo tây dựa vào thế lực của tây để hiếp đáp đồng bào để ăn hối lộ và hách dịch với mọi người cả thành phố và cả tỉnh ai cũng sợ nhưng ai cũng ghét trần anh tuấn thì khác hẳn tuy là con nhà nghèo cha làm nghề thợ mộc và tuy được quan sứ tin cậy và thương mến vì học lực của chàng tương đối khá hơn cả trong tỉnh thông thạo tiếng pháp hơn và có nhiều khả năng hơn nhưng chàng không vì thế mà hãnh diện trái lại trần anh tuấn luôn luôn vui vẻ nhã nhặn với mọi người làm việc rất thanh liêm hành vi và ngôn ngữ lúc nào cũng trung thực và sẵn sàng chỉ bảo giúp đỡ bao bọc cho dân chúng mỗi khi họ có việc phải đến hồ tòa về bề ngoài ai cũng phải công nhận thầy thông phán tuấn là một người rất hiền lành tử tế từ quan công sứ quan phó sứ các quan an nam cho đến cả ông hương ông xã khắp các phủ huyện trong tỉnh và những anh dân quê tất cả đều có cảm tình với trần anh tuấn được người trên thương kẻ dưới trọng thầy phán tuấn vẫn không bao giờ lấy đó làm hiu hiu tự đắc đối với các bạn đồng nghiệp trong tòa hay là bất cứ với ai hơn nữa trong đầu óc trần anh tuấn có những ý nghĩ thầm kín mà không mấy khi tuấn muốn thố lộ ra ngoài nhờ có đi học ở huế và nghe biết rõ nhiều chuyện về vua hàm nghi và vua di tân cả hai bậc minh quân còn trẻ tuổi hai đấng thanh niên anh dũng của nước nhà trần anh tuấn được thấm nhuần tư tưởng ái quốc của hai nhà vua ấy có những đêm vắng vẻ một mình một bóng dưới túp nhà tranh của chàng ở cửa bắc tuấn nhớ đến vụ hoàng đế duy tân và nghe người ta kể lại vụ hoàng đế thành thái hoàng đế hàm nghi cả ba đều chống lại tây rồi bị bắt bị đày xa quê hương tuấn suy nghĩ xúc cảm buồn rầu rồi tự nhiên nằm khóc âm thầm trong đêm tối lúc bấy giờ không ai hiểu được tuấn chung quanh toàn là thế lực và quy quyền của người pháp nịnh pháp sợ pháp đa số coi người pháp như thần thánh Tuấn vẫn lặng yên âm thầm nhẫn nại, ngày hai buổi đi làm việc của mình không tỏ ra một dấu hiệu gì bất mãn cả. Chàng được các quan tin cậy lắm và các quan an nam kính nể, tuy chàng còn trẻ tuổi quá, mới 17 tuổi, một thiếu niên vừa tốt nghiệp trường quốc học ở kinh đô. Thời kỳ Trần Anh Tuấn là một quan phán đầu tòa, ngoan ngoãn hiền lành, chính là thời kỳ chàng im lặng âm thầm, chưa tiết lộ tâm trí của chàng còn bao nhiêu bí ẩn. Nói đúng ra từ ngày trần anh tuấn vào làm việc trong tòa xứ hoàn cảnh của gia đình tuấn đã thay đổi khá nhiều dĩ nhiên hoàn cảnh mới cần phải thích hợp với địa vị mới của chàng và chàng đã được công nhận là một thanh niên trí thức tây học đứng đầu trong tòa xứ cũng như đứng đầu trong cả tỉnh chưa ai so sánh kịp chiều theo lời cầu khẩn của tuấn chú ba thân sinh của chàng không làm nghề thợ mộc nữa không phải tuấn chê cái nghề ấy là hèn hạ tuấn không bao giờ có ý nghĩ trưởng giả như thế Trái lại sinh trưởng trong gia đình bình dân Tuấn luôn luôn có tư tưởng bình dân Và thích thân cận với giới bình dân Hơn là giới thượng lưu phong kiến Nhưng số lương bổng mỗi tháng của Tuấn Có thể cung cấp đầy đủ cho gia đình Mức sống hàng ngày có thể tăng lên phần nào Khỏi cần phải ra sức làm việc lao động Của người cha già như trước nữa Tuy đã được thấm nhuận sớm hơn Và sâu đậm hơn Cái phong trào văn minh tinh thần Và vật chất của người Pháp Đang lan tràn các tầng lớp xã hội Việt Nam tuấn vẫn giữ được căn bản tinh hoa của giống nòi mà lúc bấy giờ người ta thường gọi là quốc hồn quốc túy của dân tộc việt nam tuấn thường bảo cha thưa cha hồi con còn nhỏ dại cha phải làm việc cực nhọc để nuôi sống gia đình nay con đã đi làm có tiền con có thể phụng dưỡng cha mẹ và nuôi em con cha mẹ cứ nghỉ chơi cho khỏe để dưỡng tuổi già bà con hàng xóm và trong làng trong tỉnh đều khen tuấn là có hiếu họ rất tán thưởng ý nghĩa của tuấn và cũng khuyên chú ba nên nghỉ nghề thợ mộc Chú ba nể lời anh phán nó Chú thường gọi Tuấn như thế Và cũng nghe lời bà con sớm làng Không còn sách cái giỏ đựng cưa Bào, chàng, đục, ống mực, cây thước Đi làm thuê Và cưa cây đóng bàn cho thiên hạ Để kiếm vài trăm quan tiền như trước nữa Nhưng bây giờ Nhờ lương bổng của Tuấn có dư giả ít nhiều Và tiện tặng góp nhớp được Vài ba chục đồng bạc Chú ba đem khả năng nghề nghiệp của mình Điều khiển một số thợ mộc em út để xây cất một căn nhà mới cho gia đình của chú và tự chú đóng thêm bàn ghế tủ giường toàn mới cả nhà mới vẫn phải lập tranh vì giá gạch ngói còn đắt nhưng gian nhà mới bằng gỗ đã được rộng lớn hơn túp nhà lụp sụp thổi trước sáng sủa hơn sang trọng hơn và đôi liễn thiên hạ đi mừng tân gia mừng thầy thông phán đầu tòa toàn bằng chữ nho treo la liệt kín hết các vách tường bằng dáng chú bà và thím ba chỉ có hai con trai tuấn và đứa em của tuấn cậu bé này từ khi sinh ra vẫn chưa có tên thời bấy giờ không có hộ tịch lấy chồng lấy vợ khỏi cần làm giấy hôn thú miễn có mời làng xã đến ăn uống chứng nhận cho thế là được rồi sinh con cũng khỏi có giấy khai sinh chính tên trần anh tuấn cũng do thầy giáo đặt cho thằng chuột hồi nó bắt đầu bị nhà nước bắt phải đi học vì chú thím ba hiếm con sợ đặt tên tốt đẹp cho con sẽ bị ma quỷ bắt mất nên chú thím theo tục lệ thông thường lúc bấy giờ Tục lệ này được áp dụng không phải riêng cho giới dân nghèo Mà cả trong gia đình quan lại quý phái nữa Cứ tìm những tên rất xấu xí Để ma chê quỷ hờn Không thèm đụng chạm tới đứa nhỏ Em của Tuấn được đặt tên lúc ra đời là thằng Bọ Hung Nhưng bây giờ nó đã được 9 tuổi Tuấn muốn cho nó đi học trường nhà nước ở tỉnh Và bàn với cha mẹ đặt tên chữ cho nó Chú bà bảo Tuấn Hai anh em mày mặt mũi giống nhau như đúc Vậy tên mày là Tuấn thì tao cũng đặt cho nó tên Tuấn. Thiếm bà cũng gật đầu. Thiếm vừa nhai trầu bởm bẻm vừa cười. Ừ, sao mà thằng bỏ hung nó giống mày như hai cái bánh in chung một khuôn vậy đó. Nó giống từ cái mặt, cái tay, cái chân. Cho tới bộ đi bộ đứng, giọng nói giọng cười giống hết vậy hè. Nhờ thầy giáo đã đặt tên cho mày là Trần Anh Tuấn, mày mới làm nên danh giá. Vậy thì cũng đặt tên cho em mày là Trần Anh Tuấn, để nó hưởng cái lọc của mày Tuấn cười bảo Thưa mẹ, như thế trùng tên sao được Chú bà bảo Sợ trùng tên thì mày là Trần Anh Tuấn Nó là Trần Em Tuấn Thím bà lại dồn giả tán thành ngay Mày là anh thì tên mày là Anh Tuấn Nó là em thì tên nó là Em Tuấn Phải đó Bộ hùng ngồi nhặt cửa Ở chuồng trùng trục với chởm tóc trên đầu Cũng nghe răng cười Con cũng muốn tên của con giống như tên anh hai cái gì của con cũng giống anh hai con mới chịu Cả nhà cười rộ lên Trần Anh Tuấn thấy thế đành chiều theo ý muốn chung của cha mẹ và em Thế là thằng Bọ Hung Từ đây được đặt tên chữ là Trần Tuấn Nhưng về thực tế người ta gọi nó là Tuấn Em Sáng hôm sau là ngày nhập học khởi đầu niên khóa 1919-1920 Phán Tuấn dắt Tuấn Em đến trường Pháp Việt Xin cho Tuấn Em vào lớp 5 Cũng kỳ nhập học này thầy ký Lê Văn Thanh xin cho đứa em út của thầy vào học cùng lớp với Tuấn em. Tên nó là Lê Văn Lục, 7 tuổi, nhỏ hơn Tuấn em 2 tuổi. Trường nhà nước bây giờ đã đông học trò hơn mấy năm trước nhiều. Dân thành phố ở tỉnh cũng như dân quê ở các phủ, huyện, các làng đã lần lượt cho con đi học chữ quốc ngữ và chữ Tây. Lý do thực tế là họ thấy quy quyền của chính phủ bảo hộ đã vững cho con đi học, thi đổ làm việc ở các tòa, các sở như ký thanh, phán tuấn, dân dân Vừa được tiền lương nhiều, lại vừa được danh vọng Trái lại họ cũng thấy rằng cựu học đã tàn Chữ Hán đã bắt đầu bị chữ quốc ngữ và chữ pháp thay thế Các ông tú, ông cử, ông nghè không được trọng dụng nữa Cùng năm 1919, nhà vua đã ban sắc chỉ bãi bỏ các kỳ thi hương, thi hội, Hán học Trong toàn cõi Trung Bắc Kỳ hán học đã chính thức bị đào thải chính các quan phủ quan huyện của cựu trào trước kia vẫn phản đối chữ quốc ngữ chê nó không phải là chữ của thánh hiền bây giờ cũng phải kiếm mời thầy giáo về nhà dạy cho các quan học a b c quan huyện không những tự mình đi tỉnh mua bút mực giấy tay để về nhà học và tập viết chữ quốc ngữ mà quan còn bắt bà huyện và các cậu con trai các cô con gái của nhà quan cũng phải học dần xuôi dần ngược buổi sáng và buổi chiều các quan làm việc ở công đường còn tiếp tục phê các đơn trương giấy tờ bằng chữ hán nhưng buổi trưa buổi tối trong tư thất các quan phủ quan huyện vang lên tiếng bập bẹ đồng thanh ồn ào vui vẻ của các quan và cả gia đình những chữ dị kỳ ba bả bớ be bê ác ác an an áp am quan ông quan bà các cô các cậu vừa tập đọc vừa cười rần rộ các chú lính lệ đứng quạt hầu cho quan lớn và bà lớn hoặc vòng tay đứng chờ lệnh quan sai những công việc lặt vặt đều cười khúc khích với nhau ngơ ngơ ngát ngát chẳng hiểu chi cả trong thời gian ấy học trò lớp năm các trường nhà nước đã thuộc dần chữ quốc ngữ trong một tháng khai giảng đầu tiên rồi tiếp đến học cửu chương bằng chữ hán để làm toán cộng toán trừ và học vocabulaire tiếng pháp lên lớp tư lớp dự bị đã học chữ pháp nhiều hơn ở lớp ba sơ đẳng học chữ pháp nhiều hơn nữa lên đến lớp nhị và lớp nhất thì các môn học hoàn toàn bằng pháp ngữ song song với phong trào học chữ quốc ngữ và chữ tây được thịnh hành và truyền bá rất nhanh chóng trong các tầng lớp dân chúng đời sống vật chất của xã hội Việt Nam từ năm 1919 cũng đã thay đổi rất nhiều và rất mau lẹ tuy ở các tỉnh đèn điện chưa có nhưng dầu quả đã được bán khắp các phố các chợ Trong những thùng thiết lớn từ Huê Kỳ chở qua Đèn Huê Kỳ một loại đèn bằng thủy tinh Để thấp với dầu quả Cũng được bán trong các tiệm buôn tàu và An Nam Từ tỉnh đến thôn quê Chỉ nhà nghèo mới tiếp tục thắp đèn dầu phộng Hoặc dầu dừa, mỡ heo Tại tỉnh hai bên đường phố Ban đêm chưa có đèn Nhưng ở các ngã tư đã có những trụ đèn bằng sắt Đúc và chạm rất đẹp Ở bên Tây đem qua Trên ngọn có một thứ đèn chung quanh lồng kiến và thấp bằng hơi acetylen, người ta thường gọi là đèn hơi đá hay là đèn cạc bua cứ vào khoảng bảy giờ chiều có một người lính giá chiếc thang trên vai tay xách một cái đèn cạc bua đi đến từ ngã tư thành phố nơi có trụ đèn anh dựng thang vào trụ rồi cầm một chiếc đèn leo lên thang gần đến ngọn anh đưa tay lên mở một cửa kiến đặt đèn vào trong trong đèn đã có sẵn năm cục đá cạc bia và nước anh đánh một que diêm loại diêm hoa sen rất thông dụng do một hãng pháp sản xuất tại hàm rồng thanh hóa anh châm lửa kề miệng vòi của chiếc đèn tự nhiên lửa phực cháy do hơi acetylen trong đèn phực ra đèn cạc bia chiếu một ánh sáng xanh dịu mát mẻ và soi xa một vùng chu vi bốn năm thước xong rồi anh lính trèo xuống giác thanh lên vai tay còn xách năm sáu chiếc đèn nữa đi lần lượt đến những trụ đèn khác cứ cách bốn năm chục thước nơi các con đường lớn mới có một trụ đèn cạc bưa tất cả các đường khác đều tối ôm ôm thường thường một chiếc đèn cạc bưa ngoài đường cho cháy lâu được bốn tiếng đồng hồ thôi thành thử chú lính coi về việc cấp đèn phải đi thay cạc bưa mỗi đêm ba lần bất kể mưa gió vào khoảng bảy giờ tối mười một giờ khuya và ba giờ sáng mỗi lần anh phải vác cái thang đi và xách theo một thùng đá cạc bưa và một thùng nước lã lương của anh mỗi tháng hai đồng bạc riêng trong vườn tòa sứ và chung quanh dinh thự ông sứ treo các loại đèn bằng đồng bóng đèn thấp gọi là đèn trumpet tức là đèn bảo giống như loại đèn của thợ mỏ các nhà giàu sang đều thắp đèn dầu quả nhưng thấp rất là hà tiện vì giá dầu đắt lắm nó gần như là xa xí phẩm hồi năm 1910 trong các gia đình người Pháp cũng thắp đèn dầu quả xe máy xe đạp chưa có ở các tỉnh nhưng xe kéo đã có nhiều hơn trước hầu hết là xe bánh sắt. Đầu năm 1920 mới bắt đầu xuất hiện vài ba chiếc xe kéo bánh cao su. Người dùng xe này trước nhất là quan Tuần Vũ rồi đến các quan Tây. Chỉ có mỗi một mình quan công sứ là có chiếc xe hơi mà thôi. Xe kiểu Đề La. Xe kéo của quan Tuần Vũ do một chú lính kéo, chú mặc áo kẹp nẹp, đội nón gù, đi chân không. Mỗi lần ông Tuần đi đâu chú lính kéo xe coi bộ cũng hãnh diện, không kém gì quang ra vẻ ta đây là người tay chân của cụ lớn lê văn thành đã sắm được chiếc xe bánh sắt kể ra thầy ký có dư tiền sắm được chiếc xe bánh cao su nhưng lúc đầu chàng còn e dè vì ngồi xe bánh cao su giống như quan tuần vũ sợ vô lễ với quan tuần chăng nhưng đi làm việc ở tòa sứ ngồi trên xe kéo bánh sắt cũng đã được hãnh diện lắm rồi chàng vẫn muốn làm cao hơn trần anh tuấn thầy phán đầu tòa mà ngày hai buổi vẫn lóc cốc đi bộ mang đôi giày hạ sập sệ cũ mềm. Ngoài xe kéo ra không còn phương tiện lưu thông hoặc chuyên chở nào khác. Thường dân đi xe kéo bánh sắt, các quan lớn đi xe kéo bánh cao su. Tuy nói là thường dân, nhưng cũng chỉ có hạng thường dân khá giả, nhà giàu hoặc các thầy thông thầy ký mới có tiền đi xe kéo bánh sắt. Còn hầu hết nhân dân đại chúng đều đi bộ. Họ đi bộ từ làng này sang làng khác, từ huyện này sang huyện kia, từ tỉnh này sang tỉnh nọ họ leo đèo vượt núi lội bến băng sông đầu đội nón lá chân đi không dưới trời nắng chang chang hoặc trong đêm khuya mờ mịt mỗi kỳ nghỉ hè người ta thấy những đám thanh thiếu niên học sinh trọ học ở tỉnh trở về quê nhà cách xa hàng bốn mươi năm mươi cây số dài ba ngày sau buổi học cuối cùng thường là những đêm rằm trăng sáng dằn vặt các em rủ nhau từng đám độ năm mười trò từ chín mười đến mười hai mười ba tuổi quê quán cùng một huyện hay một phủ Chúng hẹn gặp nhau tại một nhà trọ nào đó Sau khi cơm nước no nê và khởi hành lúc thành phố bắt đầu đỏ đèn Mỗi trò xách một vali áo quần sách vở Muốn tiện lợi đỡ mỗi tay sách Dài ba trò rủ nhau mượn một đòn gánh khá dài Cột chung vali thành một chùm đeo lủng lẳng ở giữa Và dài trò thay phiên nhau khiên trên vai Đi từng chặng đường Dưới ánh trăng xanh trên đường cái quan dài thâm thẳm hai bên là đồng ruộng mênh mông nhái kêu ột ệt các em thiếu niên vừa đùa nghịch chuyện trò cười rỡn để quên bớt nỗi mệt nhọc đường xa vạn dặm đường quan lộ vắng tanh vắng teo không một bóng người lai vãng đêm đã gần khuya các em đi hơn mười cây số đã mệt mỏi tiếng cười tiếng nói thưa lần và bắt đầu hoang mang sợ sệt tất cả đều lặng lẽ âm thầm một vài trò mang guốc cũng sợ cả tiếng guốc nên xách guốc trên tay theo lời các bậc cha mẹ đã từng căn dặn trước mỗi trò đều có mang theo trong mình một con dao bằng sắt hoặc cầm một nhánh dâu loại dâu cho tầm ăn để tự vệ trong lúc đi ngang qua nhiều nơi có ma từ ma được tác giả để trong ngoặc kép những khu rừng rậm những nhóm cây những gò quan có nhiều mồ mã những cầu cống đã nổi tiếng là có nhiều ma quái yêu tinh cha mẹ thường dặn các trò hễ gặp ma hiện hình thì con lấy roi dâu quất nó nó sẽ chạy mất không thì con đái ra quần lấy nước đái lau trên mặt thì ma yêu không dám hớp hồn con con có dao bằng sắt ma không dám tới gần con đó là những phương pháp trừ ma rất thông dụng mà em bé học trò nào cũng biết và cũng phòng thủ sẵn sàng trong khi đi học xa hoặc đi về nghỉ hè và toàn là đi bộ thời kỳ ấy ma quỷ nhiều lắm ở khắp các nẻo đường các gốc cây các nghĩa địa các bến sông các am miếu ở ngay trong tỉnh thành đều có vô số những chỗ có ma, nhưng sự thực nghe đồn đãi về ma thì nhiều, mà chưa ai gặp một con ma hay trông thấy một con ma lần nào. Các em học sinh đi bộ suốt đêm như thế cho đến lúc gà gái sáng hoặc hừng đông thì vừa đến huyện rồi chia tay ai về nhà nấy, có kẻ còn đi năm bảy cây số nữa. Học trò nhà nước từ khoảng 1910 đến 1920 là con cháu các ông hương, ông xã, một số ít nhà giàu và các quan ở phủ huyện và ở tỉnh thanh niên nhà nghèo hầu hết đều lo làm ruộng hoặc các nghề thợ thuyền chày lưới ngay ở trường làng học hành không tốn kém chi cả cũng thường chỉ là con các nhà khá giả mới cấp dở đến trường học abc còn nhà giàu và con cháu các ông tú ông cử ông nghè còn trung thành với đạo lý khổng mạnh vẫn chưa theo phong trào tây học phần đông ở nhà hưởng thú điềm viên đá gà uống rượu đi bẫy chim câu cá đánh cờ một số xoay sang học nghề thuốc bắc và số tử vi ba ngày đường quan lộ cũng rất vắng người vì xe cộ không có trừ thỉnh thoảng một vài chiếc xe kéo bánh sắt quể quải chậm chạp còn tệ hơn xe ngựa ngày nay xe hơi thì mỗi ngày chỉ có một chiếc từ trong nam chạy ra một chiếc từ miệt ngoài chạy vào đó là hai chiếc xe thơ của một hãng pháp tên là staka chở hành khách sang và chở thư bưu điện chiếc xe hơi chạy vùng vục trên quan lộ kêu như sấm dậy Mỗi ngày một lần là cả một biến cố quan trọng hàng ngày, hai bên đường dân chúng sợ sệt lật đật tránh xa, hai bên đồng ruộng trâu bò khoảng kinh chạy tán loạn. Ông Tuần Vũ, tỉnh nhỏ hay là ông Thống đốc tỉnh lớn, là vị quan lớn An Nam đầu tỉnh, mỗi lần ngồi trên chiếc xe kéo bánh cao su đi đâu xa ngoài tỉnh cũng là cả một biến cố lớn lao vậy. Có lính lệ, tức là lính hầu trong dinh quan đi trước dẹp đường, tay luôn luôn cầm chiếc roi mây và thái độ hung hăng Hắn rất khách dịch Đối với hết thảy mọi người hai bên hàng phố Những người đi đường đều phải né tránh ra hai bên đường Để trống cả một quãng đường dài trước mặt quan lớn Không được có một người qua lại Người lính kéo xe quan bước chậm chậm như chở quan đi dạo mát Một người lính theo sau dương cao một cái lọng che trên đầu quan Mặc dầu trời đã gần tối Năm 1920 nhân dịp ngày dỗ Đức Khổng Tử quan tuần có gửi giấy mời quan đốc học trường tỉnh và lần đầu tiên quan yêu cầu cho học trò trường nhà nước đi dự lễ tuấn em về nhà thưa lại với anh hai và cha mẹ để được tụ họp với học trò cùng lớp tại nhà thầy giáo lớp năm đúng bảy giờ tối theo lệnh của quan đốc học học trò lớp nào phải tụ họp tại nhà thầy giáo lớp ấy tuấn em ăn cơm vội vàng rồi được mẹ thay cho quần áo mới áo dài đen mới để đi dự lễ đức thánh khổng Đến nhà thầy trợ giáo gặp đông đủ bạn bè Đợi thầy giáo ăn cơm xong Rồi thầy dẫn học trò Đi bộ đến văn miếu Đền thờ Đức Khổng Tử Cách tỉnh lỵ ba cây số Phải đi đò qua con sông lớn Sông thì rộng, nước chảy mạnh Trời thì tối, con đò thì nhỏ Mà học trò thì đông Phải qua đò một lượt với thầy Nên các em sợ té, la khóc ôm sợ Thầy giáo rầy la bằng tiếng Tây Silence Tức là im lặng qua bên kia sông còn phải đi bộ hơn hai cây số nữa mới tới đền thờ đức khổng tử đến đây toàn thấy học trò nhà nước tụ họp lại hai trăm cậu và năm thầy trợ giáo không có chỗ ngủ tất cả phải nằm hai bên lề đường và trong các đám mía kế cận đợi đến năm giờ sáng mới bắt đầu tế lễ gà lối sớm mới gái một hồi trời còn tối mù tối mịt nhưng nghe chuông trống nổi lên các thầy giáo vội vàng thức dậy gọi học trò tụ họp trước cổng đền lớp nào đứng sắp hàng riêng lớp ấy dưới sự chỉ dẫn của giáo viên Hầu hết học sinh còn buồn ngủ Vì không có nước rửa mặt Nên nhiều cậu chưa tỉnh hẳn Vừa đứng vừa ngủ gật Riêng lớp của Tuấn Em Thầy giáo cầm cây đèn bạch lạp Nhìn vào tờ giấy danh sách để gọi tên Thì thiếu mất bốn trò Bốn em này còn ngủ trong đám mía Thầy bảo Tuấn Em và hai trò nữa kiếm Nhưng trời tối quá không tìm thấy Vừa có lệnh quan đốc học truyền cho các thầy dẫn học trò Sắp hàng hai đi vào trước đền Chiền trống lại nổi dậy Đèn đuốc sáng trưng cuộc tế lễ bắt đầu các quan tỉnh quan phủ quan huyện các thầy đề lại tất cả các công chức nam triều mặc triều phục đứng cúng kẻ hàng trước người hàng sau tùy theo trật tự phẩm hàm của mỗi quan sau cùng đến các thầy giáo và học trò theo lời thầy dặn Hãy nghe thấy tiếng thầy hô cúc cung hương bái và tiếng chuông trống đệm theo các quan đứng trước lại thì các học trò phải bắt chước sụp xuống lại nghe tiếng hô hưng thì đứng dậy bái thì sụp xuống lại dần dần đến khi hưng bình thân thì đứng thẳng người hết lại tuấn em còn đang giấc ngủ chưa tỉnh hẳn khi sụp xuống lại lần đầu tuấn ngủ luôn mãi đến khi tế xong thầy giáo lấy chân đá mạnh vào mông đích tuấn tuấn mới giật mình lớp ngóp bò dậy theo đám đông ra về thầy giáo và học trò lại kéo nhau đi bộ ba cây số về tỉnh và đi đò sang sông đến ngã tư cửa tây mặt trời đã lên cao nửa chặn đòn gánh tức là khoảng bảy giờ sáng học trò ngay phía sau lưng có tiếng lính la hét dẹp đường và tiếng chuông tiếng trống tiếng kèn bát âm liền đứng lại để coi quan tuần vũ quan lớn chủ tế lễ đức học tử trở về tỉnh cũng đã gần đến ngã tư đường cái quan đã được hai chú lính lệ tiền phong xua đuổi dọn dẹp trống rỗng không có một người dân qua lại vài ba chú cu ly xe kéo bánh sắt đã lật đật kéo xe chạy sang các ngã đường khác những người đàn bà đi chợ, đàn ông làm thợ, đi buôn bán, đi làm việc ở các sở đều phải tránh sang một bên để đường cho quan lớn đi. Trước tiên là sáu người lính bận áo kẹp nẹp cầm cờ đuôi nheo đi hai bên rồi đến lính khiên chuông, lính khiên trống lớn, lính cầm trống nhỏ tám người lính thổi nhạc bắt âm quan lớn ngồi trên chiếc xe kéo bánh cao su có lính che lọng có lính che tàn lính cầm cờ lính bưng hộp trầu vì quan lớn nhuộm răng đen và ăn trầu lính bưng điếu thuốc trà vân vân tức là thuốc lào theo tiếng bắc ở huế và trung gọi là thuốc trà thỉnh thoảng quan lớn truyền lệnh đem hộp trầu cao đã tiêm sẵn hoặc đem bình điếu trà đến để quan lớn ăn trầu hút thuốc thì cả đoàn lính hầu hạ tùy tùng đều phải đứng lại một lát quan lớn ăn hút xong truyền lệnh đi mới tiếp tục đi xe kéo quan lớn đi qua các đường phố hai giải tiệm buôn các chú ở hai bên đường đều thi nhau đốt pháo mừng quan và mặc áo rộng đứng trước cửa cúi đầu cung kính chào quan quan lớn ngồi trong xe kéo làm nghiêm không chào lại lúc xe quan tuần vũ đi ngang qua mặt tuấn em và một lũ học trò đứng xem trên lề đường tuấn chỉ vào mặt quan và nói to với mấy đứa bạn nó mặt ông lớn cũng có ghen tụi bay ơi ông lớn quay lại trừng mắt ngó tuấn tuấn và mấy đứa bạn sợ ông lớn sai lính bắt lật đật chạy biến vào trong đám đông người đứng coi chật ních trước các hè phố chúng chạy về nhà lấy sách vở đến trường Hôm ấy học trò đi trễ khỏi bị phạt Một buổi sáng thứ ba Tuấn em đang ngồi chăm chỉ nghe thầy giáo lớp 5 giảng bài địa dư Bỗng có tiếng giày tay của quan đốc học đi lợp đợp ngoài hiên Rồi bước vội vàng vào lớp Học trò đứng dậy Quan đốc người tỉnh Nghệ An nói tiếng Tây trọ trẻ với thầy giáo vài ba câu gì đó Rồi quay lại nói tiếng Việt với học trò Năm giờ chiều nay có máy bay tới tỉnh Vậy chiều nay cho nghỉ học để các trò đi coi máy bay Tất cả học trò đều phải đến trường hồi 3 giờ Để thầy giáo dẫn đi nghe không Cả lớp đều đồng thanh dạ rân một tiếng Quan đốc lại nói tiếng Tây với thầy giáo vài ba câu rồi ra đi Thầy bảo các trò a si vu Nghĩa là các trò hãy ngồi xuống Học trò ngồi xuống Rồi thầy tiếp tục giảng bài Dạy xong gần mãn giờ thầy mới bảo Các trò nghe quan đốc dặn lúc nãy phải nhớ đấy Chiều nay nghỉ học nhưng ba giờ các trò phải đến trường để thầy dẫn đi coi máy bay. các trò có biết máy bay là gì không? cả lớp đồng thanh trả lời. thưa thầy con không biết. thầy giáo giảng máy bay là cái máy biết bay. nó bay như một con chim vậy nhưng nó là con chim thật to. trong ruột nó có cái máy. nó ở ngoài tu răng bay vô. nó sẽ đậu ở gần chợ ông bố cách xa tỉnh bốn cây số. Tuấn em ngồi bàn đầu giơ ngó tay lên thầy hỏi. Trời Tuấn hỏi gì? tuấn đứng dậy vòng tay lễ phép thưa thầy máy bay nó đậu trên ngọn cây hay nó đậu trên nóc chợ thầy cười nó đậu trên đám đất trống phía sau chợ một trò khác giơ ngón tay lên hỏi thưa thầy máy bay nó đậu trên đám đất nhưng chiều nay nó thấy mình tới coi đông quá nó sợ nó bay mất thì làm sao coi được thầy trả lời máy bay có ông quan ba tay Lấy, ổng cho nó đậu đấy để người ta tới xem sáng mai nó mới bay vô quy nhơn tuấn Nghiêm lại giơ tay lên hỏi thưa thầy thầy đã thấy cái máy bay chưa mình đứng coi nó có hít mình vô trong bụng nó như xe điên không thầy thấy cái hình vẽ máy bay trong tự điển la Rousse, chứ chưa thấy cái máy bay ở ngoài chiều nay thầy dắt các trò đi coi thầy cũng coi từ trước tới giờ đâu có máy bay mà coi bây giờ nhà nước bảo hộ mới đem một chiếc máy bay từ bên nước pháp qua cho người ăn nam xem quan công sứ tư giấy cho quan đốc học để cho học trò đi coi vậy chiều nay tới chỗ nó đậu các trò phải đứng với tôi tôi đi đâu các trò đi đó chớ đừng có chạy bậy bạ đừng có lại gần nó mà chết đấy nghe không giá dạ. cả lớp đều dạ một cách hồi hộp lo sợ tuấn em về nhà thư lại với anh hai nó và cha mẹ nó cứ mỗi lần thằng con trai út sắp đi lễ hay đi đâu như thế là thím ba mẹ tuấn lo cho tuấn rất tươm tất không để thiếu sót một tí gì thím mặc quần áo sạch sẽ cho nó áo dài đen bằng vải trang đầm quần vải khuyến trắng thím lấy chỗ lông gà quét bụi trên chiếc mũ trắng của nó cho nó một tiền sáu mươi đồng tiền ăn ba để nó đi xa có tiền ăn bánh uống nước luôn luôn thím căn dặn nó con nắm áo thầy giáo đi theo sát bên cạnh thầy chứ đừng có nô giỡn với bạn bè chạy nhảy lung tung cái máy bay nó hít chết nghe không con tuấn nghèo ngoan ngoãn dạ bốn giờ chiều năm ông thầy giáo dẫn năm lớp học trò đến đám đất trống sau chợ ông bố thì thiên hạ đã tụ tập nơi đây như buổi chợ nghe đồn có máy bay đến hầu hết người lớn trẻ nhỏ trong thành phố đều náo nức đến xem người ta kéo nhau lũ la lũ lượt đi chật đường chật xá dân chúng khắp nơi đổ dồn về đông nghẹt tất cả sở nhà nước đều nghỉ việc để cho các thầy thông thầy ký dắt vợ dắt con đi xem máy bay con đường hương lộ từ tỉnh lên chợ ông bố ngày thường chỉ lưa thưa vài ba bóng người Nông dân đi cày bừa Thôn nữ đi chợ Hôm nay có hàng muôn nghìn người chen chúc nhau đi Như một ngày đại hội Đường đắp đất ruộng Bụi bay lên mù mịt Trừ ra những người giàu sang có tiền đi xe kéo Còn toàn thể đều đi bộ trên đường Quanh co giữa thôn quê Dài trên 4 cây số Xe kéo có cái đeo trái lạc Chiếc xe chở hai ba người Anh phu xe khom lưng kéo Tay rung chiếc lạc kêu len ken len ken Người bộ hành phải bước xuống ruộng để cho xe đi Vì con đường chật hẹp nhiều người bực mình cứ đi giữa đường không chịu né một bên anh phu xe phải năn nỉ bà con làm phước tránh chỗ cho xe đi nhờ chớ bà con tránh chỗ thì tránh nhưng không tránh khỏi cãi nhau vì tranh giành nhau đi trước vì ai cũng sợ tới trễ rốt cuộc tất cả mọi người đều vui vẻ đến đám đất chợ ông bố mà chờ máy bay chưa tới nếu đếm số người đi đón xe máy bay hôm ấy có lẽ hơn vài ngàn người đây là lần đầu tiên người ta nói đến máy bay bốn giờ rưỡi ai nấy xôn xao quan sứ đi xe điện đến lính tập đã sắp hàng đứng đón thổi kèn lên và bồng súng chào dưới ánh nắng chiều hai dãy lưỡi lê cắm trên miệng súng sáng quắc nôm thật là oai hùng các quan tây cũng lục tục kéo tới người đi ngựa kẻ đi xe kéo bánh sắt hay bánh cao su một lúc sau quan tuần phủ bới đến có lính lệ cầm trống tiêu cổ đi trước báo hiệu đánh trống tum tum nhưng quan tuần có vẻ sợ sệt khi thấy quan sứ đã đến trước rồi quan tuần vội vàng xuống xe cao su đi thẳng đến quan sứ cúi đầu vái vái người ta thấy quan sứ vui vẻ nhã nhặn bắt tay quan tuần quan tây nói chuyện với quan ta có thầy phán tuấn đứng bên cạnh làm thông ngôn quan tây móc đồng hồ trái quýt ở trong túi ra xem đã năm giờ kém mười lăm ông liền truyền lệnh đốt rơm và bả mía đã chất sẵn thành một đống to tướng nơi góc ruộng kế đấy tuấn em không hiểu đốt rơm làm gì hỏi thầy giáo thầy giáo không hiểu chạy đi hỏi quan đốc Quan đốc cũng không hiểu chạy đến hỏi Phán Tuấn. Tuấn bảo: "Dạ, thưa quan lớn, đốt để khói lên làm dấu hiệu cho máy bay thấy chỗ đáp xuống, vì máy bay sắp đến." Tiếng xì sầm truyền từ miệng người này sang miệng khác. Máy bay sắp đến, máy bay sắp đến. Và không ai bảo ai. Mua nhìn cái đầu ngước lên dòm trời xanh thẳm, mua nhìn cặp mắt lục lọi nhìn đăm đăm tận các làng mây xa, xa tít ngoài hướng bắc, tìm kiếm bóng dáng chiếc máy bay mà chưa ai biết như thế nào. Làng khói trắng từ nơi đóng rơm và bã mía ngùng ngục cháy dương mình lên không trung như một nàng tiên uốn lượn thân hình mảnh khảnh như say sưa một vũ điệu mê ly đón chờ con chim thần của khoa học tây phương năm giờ năm giờ mười lăm năm giờ ba mươi nhiều người bắt đầu nói bông lờn nói bông lờn vẫn là đặc tính của người dân quê ta kẻ thì tủm tỉm cười bảo chắc chim bay xa rồi gãi cánh rớt xuống biển rồi kẻ đáp lại với giọng mỉa mai khác Chú mày nói ba láp nè Chim thần điểu của nước Đại Pháp thì có phép lớn đâu như chim sẻ của An Nam Các quan Tây coi bộ sốt ruột lắm Trời đã chạm dạng Nắng chiều đã tắt Sau các lũy tre xanh xào sạc gió làn khói rơm duyên dáng cũng đã mỏi mệt Chỉ còn như một hơi thở yếu dần Một con quạ bay tích nơi xa Hàng trăm ngón tay chỉ trỏ Và bao nhiêu người reo lên Máy bay tới kìa Các quan Tây quan An Nam cũng tưởng thật tất cả những con mắt đều ngó theo con quả đen rốt cuộc con quả đáp xuống một cành tre có lẽ nó mắc cỡ không dám bay xuống phi trường thiên hạ chăm chú ngó con quả trong lúc một người lính tây và một ông tập phi ngựa từ dưới tỉnh lên lính cởi ngựa ô chạy trước ông tây cởi ngựa kim chạy theo sau tức tốc đến phi trường mà không ai trông thấy ông tây phi ngựa thẳng tới chỗ quan sứ rồi hai người bắt tay nhau nói chuyện xí xô xí la xem giấy tờ nhau rồi cười ầm ầm thiên hạ không ai chờ đón máy bay nữa nhưng lại tò mò muốn biết ông tây nào lạ mới đến đây vội vã bất ngờ như thế có chuyện chi người ta xôn xao hay có biến loạn ở đâu bỗng từ chỗ ông sứ đứng quan đốc học đi nhanh đến các thầy giáo vừa nói vừa cười sáng nay quan sứ ở Turan đánh dây thép vào cho quan sứ ta bảo là quan ba máy bay sẽ đến chiều nay ông tây lạ mới đến kia chính là quan ba phi công ở ngoài Turan vào để quan sát phi trường đã xem diện tích có rộng lớn và bằng phẳng cho máy bay đáp xuống được không? Nếu được thì sáng mai ông trở ra tu rành rồi ba hôm sau máy bay mới đến. Nên kể thêm rằng ba hôm sau cũng khoảng 5 giờ chiều máy bay có đến. Một chiếc máy bay lớn sơn màu trắng, bốn cánh hình chữ nhật cũng màu trắng, hai cánh trên, hai cánh dưới. Phi cơ bay lượn ba vòng trên đáp đất trống khá rộng và đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có một bụi cỏ. Nhưng nó bay tích vào hướng nam, một cái chấm đen rồi biến mất làm cho khán giả lại thất vọng tưởng nó bay luôn nhưng một lát sau nghe tiếng ầm ầm ở trên trời mà không thấy nó đâu bỗng từ trong làng mây trên rặng tre xanh nó xuất hiện ra đột ngột to lớn như một con chim kỳ quặc kinh khủng bay lượn mấy vòng nữa tiếng nó vang động cả vòm trời rồi nó lù lù hạ thấp xuống tận nơi xa và chạy thẳng đến giữa phi trường ngừng lại một cái chong chóng còn quay tích gây ra một làn gió mạnh làm bay nón bay khăn của đám khán giả ngơ ngác ai nấy hoảng sợ cả đám học trò chạy lui xa năm sáu bước người ta thấy rõ mặt ông quan ba hôm trước từ trong phi cơ bước ra tươi cười bắt tay quan sứ đó là năm một nghìn chín trăm hai mươi cũng như tất cả mọi người trong tỉnh hai anh em tuấn được trông thấy chiếc máy bay lần đầu tiên chương năm giai đoạn một nghìn chín trăm hai mươi mốt có các sự kiện ông tú nhà nho bị tù đầy ở côn lôn lúc được trả tự do về nhà mở trường dạy chữ quốc ngữ, chữ Tây và Toán. Sữa hộp con chim Nestle là món xa xỉ si phẩm chỉ để các quan dùng. Học trò đi tết thầy và đọc đích cua mừng tuổi thầy. Tình hình các trường nhà nước khắp ba kỳ Trung Nam Bắc. Một bộ đồ Tây gửi vô Sài Gòn mai. Một ông đốc học nịnh mẫu quốc. Một ngày lễ quốc khánh Pháp và những trò giải trí nhục nhã cho người An Nam chiếc máy bay lần đầu tiên kiểu Manh năm 1915 đáp xuống một khu đất quang gần tỉnh lỵ một buổi chiều thứ sáu năm 1920 trước một công chúng dài ngàn người đã gây được một uy tín lớn lao cho người Pháp và thêm được một yếu tố tâm lý vững chắc cho chính sách chinh phục mà họ gọi là bảo hộ thời kỳ này các nhà dân thân có đầu óc ái quốc đã hoạt động chống Pháp từ năm 1906-1908 theo phong trào duy tân phong trào sinh sâu giặc đồng bào hầu hết đã bị đài đi côn lôn lao bảo đều đã lần lượt trở về và sống yên thường thủ phận các ông không hoạt động chính trị nữa chỉ mở trường tư tại nhà dạy học trò ông tú phong thầy học cũ của ký thanh và cụ phán tuấn sau khi bị đi tù ở côn lôn về liền mở trường dạy chữ quốc ngữ và bỏ hẳn chữ nho người ta ngạc nhiên thấy ông tú sau chín năm đi tù về đã cúp tóc ca rê và cách thức ăn ở đã tiêm nhiễm văn minh Âu Tây. Ông viết chữ quốc ngữ rất thạo và có đem về một quyển tập dày khoảng 200 trang, chép bằng mực tím tất cả những gì ông học được trong nhà lao Côn Lôn. Ông đem quyển tập ấy dạy lại cho đám học trò của ông, độ dài ba chục thanh thiếu niên, con của những nhà khá giả nhưng không thích đi học trường nhà nước. Nhiều cậu đã lớn tuổi sắp làm ông Hương, ông xã. Đại khái về toán thì ông Tú dạy cách đo bóng cây để biết cây cao mấy thước, đo ngọn núi cao và diện tích hình vuông hình chữ nhật hình tam giác hình chữ nhật lệch hình thoi vân vân ông cho học trò làm những bài toán bằng thơ thí dụ như sau vừa gà vừa chó bó một bó cho tròn ba mươi sáu con một trăm cái cẳng hỏi mấy gà mấy chó vân vân về địa dư ông dạy vẽ địa đồ ngũ đại châu và bôi đủ các thứ màu vẽ bậy bạ không trúng vào đâu cả nhưng đại khái cũng phân biệt châu âu châu á châu mỹ v v về lịch sử ông viết ra một quyển sách quốc ngữ nhan đề nam quốc sử diễn ca bằng thơ lục bát ông cho học trò học thuộc lòng quyển sử của ông một bản duy nhất chép bằng tay thay vì học tứ thư ngũ kinh như ông đã dạy trước kia quyển nam quốc sử diễn ca của ông tú mở đầu như sau đây nước ta đã bốn ngàn niên hồng bàn lập quốc con tiên cháu rồng Âu cơ kết với Lạc Lâm Sanh ra trăm trứng chuyện không quan đường Mới nghe thì khó tỏ tường Nhưng dòng lạc việt hùng cường biết bao Đất nhiều sông rộng núi cao Dân 25 triệu Dễ đâu thua người dần dần Tuy thế ông Tú cũng thích chữ tay lắm Thỉnh thoảng ông dạy học trò của ông Học chơi cho vui Dạy ba câu tiếng Pháp mà ông đã học lỡm được Ở Côn Lôn Thí dụ như bông xua bà đầm Bông xua mông sự Dân dân mồng một, một tết ông tú đến nhà ông cử phạm chúc mừng bằng một câu tiếng pháp bonane điểm theo một nụ cười bông đùa rất có duyên đó là triệu chứng chữ pháp đã bắt đầu thịnh hành vào khoảng năm một nghìn chín trăm hai mươi trong dân gian vậy ông tú cũng dạy học trò của ông học chữ số của tây theo giọng ta on đơ toa cách sành sit, nop. Đi, ông lui. Hơn nữa ông Tú đặt tên cho đứa cháu ngoại đầu lòng của ông là Lê Văn On Theo chữ Uyên của Pháp Và đứa cháu nội thứ ba là Trần Văn Toa Theo chữ Toa Ông Tú dạy cả khoa vệ sinh nữa Một môn học mà trước kia chính ông cũng chưa biết Thí dụ ông dạy rằng sáng dậy phải lấy cục than đen trong bếp Chà lên răng rồi xúc miệng Cho sạch miệng và sạch răng Tất cả học trò ông đều làm đúng theo lời ông dạy Ký Thanh là học trò cũ của ông tú trước kia rất kính trọng thầy, nhưng từ ngày ông bị bắt vì quốc sự và bị đày đi côn lông, chàng không dám nhắc đến tên thầy nữa. Hôm ông tú ở tù về, bà con trong phố và trong tỉnh mừng rỡ đến thăm tấp nập, chật nhà cửa, và tỏ lòng quyến luyến cảm phục ông tú. duy có Ký Thanh là không dám bước chân đến hỏi thăm thầy một câu, chàng sợ liên lụy đến bổn thân, tìm cách tránh thầy cũ như tránh người cùi phán tuấn trái lại thường đến thăm thầy luôn tuy rằng hồi nhỏ thằng chuột mới được ông tú dạy cho bập bẹ học vài chữ thiên trời địa đất mà thôi vì nhà nghèo nó đâu có đi học được thường xuyên nhớ tình thầy trò cũ trần anh tuấn thường đem kỉnh ông tú một gói trà hoặc một cân đường một chai rượu hậu cốt một hộp sữa bò thời buổi ấy chỉ có một thứ sữa hộp duy nhất là sữa con chim và là một món xa xỉ ai có tiền mới mua được một hộp về nhà để dành pha uống cả nửa tháng mới hết trong tỉnh chỉ có các nhà quan và các thầy làm việc nhà nước có lương bổng nhiều mới dám uống sữa bò cho nên lâu lâu phán tuấn đem biếu ông tú một hộp sữa nestle ông quý lắm vui mừng cảm ơn thầy phán mỗi lần tuấn đến thăm chàng thích hỏi ông tú về đời sống của tù ở côn lôn chàng thích nghe ông tú kể chuyện các bạn đồng lao của ông như ông nghè quỳnh thúc kháng ông nghè ngô đức kế ông tây hồ phan châu trinh ông tú tân hội vân vân Tuấn nghe say mê Có lần Tuấn khẽ hỏi Thưa thầy Vua Di Tân có ở Côn Nôn không? Không Nghe nói Tây Đại Ngài qua đâu tận bên Châu Phi lẫn Thưa thầy Còn vua Thành Thái Ngài thì hình như cũng bị lưu đồ qua bên đó Vua Hàm Nghi Vua Hàm Nghi cũng bị đài qua Phi Châu Tuấn hỏi cho biết thôi Chứ Tuấn không dám thổ lộ tâm sự riêng tư gì của chàng. Chàng biết chàng đang bị ký thanh dòm ngó và tìm đủ các cách để làm hại chàng. Tuấn đến thăm ông Tú Phong đã là một hành động táo bạo và liều lĩnh lắm rồi. Gần Tết, Tuấn em xin mẹ một đồng bạc góp với học trò trong lớp mua các món lễ vật để tết thầy lớp năm. Lớp nào và trường nào học trò cũng tự động làm việc ấy để tỏ lòng biết ơn thầy dạy dỗ. Chính cha mẹ học trò cũng rất sốt sắng về việc ấy nữa Thầy giáo lúc bấy giờ được học sinh kính mến và trọng vọng lắm Vì học giỏi nhất lớp lại hành kiểm tốt Nên Tuấn được bạn bè trao tiền nhờ mẹ mua các đồ vật tết thầy Một quả nếp, hai chai rượu, một cân đường bông và một cân đường phèn Mấy lớp lớn lớp 3, lớp nhì lớp nhất Học trò còn đọc đích cua để mừng tuổi thầy giáo Học trò lớp 5 còn nhỏ tuổi quá, chưa làm được đích cua nhưng cha mẹ cũng dạy cho một vài câu lễ phép Mà các em học thuộc lòng ở nhà Rồi đến đọc cho thầy nghe Chiều 27 hay 28 tháng chạp Thầy giáo vừa ăn cơm xong Thấy cả lớp học trò của mình Toàn tuổi con nít 9-10 tuổi Mặc áo đen dài quần trắng Đi chân không Rụt rè tiến vô nhà Mấy em đi đầu bưng mấy quả lễ vật Tức là quà Tết Cung kính đặt giữa bàn nơi thầy ngồi uống nước trà Tất cả đều khúm núm sợ sệt thầy giáo đang mặc áo cục cũng vội vàng vào buồn mặc áo xuyến dài ra tiếp học trò các em đứng vòng tay rất lễ phép rồi một đứa được các em đề cử trước chính là tuấn em cúi đầu xá thầy ba xá bập bẹ nói một câu mà em đã được cha mẹ ở nhà dạy học thuộc lòng dạ bấm thầy năm hết tết đến chúng con xin kính lời mừng tuổi thầy cô cùng quý quyến và chúng em kính chúc thầy cô sang năm mới được phật trời phò hộ an khương tuấn nói trôi chảy gọn gàng không dấp một chữ xong cúi đầu xá thầy ba xá toàn thể các em đều cung kính cúi đầu xá thầy ba xá thầy giáo ngồi bàn rưng rưng nước mắt thầy cảm động quá không nói sao được liền đưa tay kéo tuấn vào lòng thầy và kéo hết cả ba chục em vào đứng lại hết bên cạnh thầy thầy lấy tay âu yếm vuốt đầu tóc các em thầy giáo hồi xưa nghèo lắm lương tháng chỉ được năm đồng bạc chứ đâu có nhiều thầy không có gì đãi các em chỉ bưng trên bàn thờ xuống một quả bánh in của cô giáo vừa làm để cúng thầy gọi cô lấy thêm ra ít bánh cúng cho đủ ba mươi cái bánh để làm quà cho ba mươi em học trò mỗi em đưa hai bàn tay non nớt ra lễ phép nhận lãnh quà của thầy nhưng tội nghiệp không em nào ăn cả bỏ túi để đem về khoe với cha mẹ các em học trò năm một nghìn chín trăm hai mươi đã biết quý cái bánh của thầy giáo cho tết không phải bởi nó là cái bánh Mà bởi nó là món quà Tết của thầy Thầy nói mấy lời cảm ơn các em Cảm ơn cha mẹ các em Và gửi lời về mừng tuổi các bậc cha mẹ Cô giáo cũng vui vẻ tươi cười Âu yếm hỏi chuyện từng em Cũng buổi tối ấy Học trò lớp nào cũng đi Tết thầy giáo của mình Riêng ở lớp nhất Trò hường được toàn thể các bạn cùng lớp Cử ra đọc bài đích cua bằng chữ pháp Để chúc mừng thầy Bài tự trò làm lấy vì trò giỏi chữ pháp nhất lớp trò đã làm xong trước đó mười ngày và truyền tay nhau cả lớp cùng xem xong trò liên con thầy thông lễ làm y tá ở tỉnh nhờ cha đem vào nhà thương đánh máy giùm trên một tờ giấy thật trắng trò quýt đứng đầu về môn vẽ được các bạn giao cho công việc vẽ một bó hoa thật đẹp đủ màu trên đầu tờ đích cua tối hôm ấy cơm nước xong vào khoảng bảy giờ bốn mươi học trò lớp nhất quần áo tề chỉnh tụ họp tại nhà cậu hường nơi đây với tiền đóng góp của tất cả lớp mẹ cậu hường đã mua sẵn các món lễ vật đựng trong năm quả lớn năm cậu tình nguyện bưng năm quả rồi tất cả cùng đi đến nhà thầy ở một đường hẻm tối ôm trong thành chó sủa vang dậy cả sớm thầy giáo lớp nhất đang nằm võng ru con ngủ nghiêng mình ngó ra sân thấy lố nhố những bóng đen cô giáo cầm chiếc đèn huê kỳ đứng cửa rọi ra quay vào nói với chồng học trò cô ôm con ra để cho thầy được rảnh thầy vào nhà trong mặc áo lương dài kết nút xương ra ngồi ghế tràn kỹ để tiếp học trò của thầy sau khi năm cậu đặt năm quả lễ vật trên bàn ai nấy đều im lặng vòng tay đứng sau hường cậu hường cầm tờ giấy đánh máy có vẻ bó qua vạn thọ xá thầy ba xá rồi cung kính đọc giọng cậu run run như sợ sệt xin chép nguyên văn một bài pháp ngữ cô học trò lớp nhất tự làm ra để chúc mừng năm mới thầy giáo ngày tết năm 1921 tài liệu của ông Trần Văn Tính, thân phụ một học sinh trường Pháp Việt năm 1921, sinh dịch Nguyên Văn. Thưa Thầy Kính Yêu, nhân dịp năm mới sắp đến, chúng con bọn học trò của Thầy cung kính và biết nghe lời, hân hạnh dâng lên Thầy cùng tôn quyến những lời nồng nhiệt, kính chúc Thầy Phước Lộc Thọ. Thưa Thầy Kính Yêu, ơn của Thầy như núi Thái Sơn, đức của Thầy rộng mênh mông như biển Đông, thầy ở bậc dưới vua Nhưng ở bậc trên cha mẹ chúng con Mà chúng con cũng yêu kính vậy Cho nên chúng con không thể nào diễn tả hết được tất cả những sự biết ơn Mà chúng con cảm từ trong đáy lầm Vì nền giáo dục mà thầy đã ban cho chúng con Chúng con xin thầy tha thứ cho lời dụng về Nhưng sự kính trọng của chúng con rất là sâu xa Trong đời chúng con sẽ không thể nào quên được Bậc hiền sư yêu dấu Kính xin thầy nhận nơi đây lòng tri ân hèn mọn của chúng con Học trò rất tận tâm trung thành với thầy ở lớp nhất Tết năm 1921 Hết tập 5 Còn tiếp